Xin kính chào quý vị các bạn. Trên màn ảnh chúng ta đây là dòng máy lạnh LG có công nghệ Vector, có nhãn năng lượng là 70% điện. Bây giờ mình sẽ cho chúng ta biết sau nửa tháng sử dụng, vào thời điểm này ở Cà Mau là mùa mưa, thì sau nửa tháng sử dụng tổng khối lượng điện tiêu thụ là bao nhiêu. Thì để làm được điều này, mình đã gắn vào đây một cái đồng hồ để đo công suất tiêu điện. Đây chúng ta xem nè, mình đã gắn vào đây. Và cái thời gian mà mình gắn là lúc đó 19 giờ ngày 5 tháng 10, thì hôm nay là ngày 20 tháng 10 rồi. Bây giờ tổng cái lượng điện chúng ta xem trên màn ảnh nha. Đây tổng cái lượng điện đây, chúng ta xem nè, chuẩn bị giờ. Đây 14,57 kW. 14,57 kW cho nửa tháng sử dụng thì là con số cực kỳ tiết kiệm điện, mình cũng hết sức là bất ngờ luôn. Cũng nói thêm với cô bác anh chị và các bạn là cái phòng của mình á, cái phòng này có tổng cái thể tích á là tầm khoảng 40 mét khối, và cái máy lạnh mình để ở chế độ là 28 độ, hiện giờ mình cũng đang bật nè. Và bằng đêm thì mình sử dụng từ khoảng từ 8 giờ tối cho đến 6 giờ sáng hôm sau là khoảng 10 tiếng, và buổi trưa thì sử dụng là khoảng 2 đến 3 tiếng tùy theo ngày. Tuy nhiên là với cái nhiệt độ mà mình để 28 độ nhưng mà rất là lạnh nha, tối ngủ là mình phải đắp mền á. Và cái lượng điện tiêu thụ này làm cho mình hết sức là bất ngờ luôn. Thì trước đây mình có rất là nhiều video để test công suất tiêu thụ điện của các thiết bị trong gia đình, trong đó là có tivi, tủ lạnh, máy lạnh, rồi máy giặt vân vân. Thì tất cả các thiết bị điện trong gia đình mình nó sử dụng cực kỳ tiết kiệm điện luôn. Mỗi một tháng là gia đình mình sử dụng từ khoảng 230 cho đến 250 kg là tối đa, không bao giờ tháng nào vượt quá 250 kg, trong khi đó là hai cái máy lạnh. Và ban đêm sử dụng thì từ 8 giờ có nhầm hôm là từ 6 giờ là đã bật rồi, tới 6 giờ sáng hôm sau, và buổi trưa thì ngủ tầm 2-3 tiếng. Vậy mà tổng cái lượng điện mình tiêu thụ cực kỳ ít luôn. Thì có thể là quý vị của các anh chị và các bạn không tin, nói rằng là mình không trung thực, nhưng thực tế đây là mình quay video để chia sẻ cho mọi người. Tin hay không là quyền của các anh chị và các bạn. Mình không có thực hiện video để mà câu view, câu like gì cả. Mình chỉ là kênh YouTube nhỏ thôi, chỉ là mang tính chia sẻ những kinh nghiệm trong gia đình. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.